Rồi tiếp theo cũng siêu mini luôn, 5 cây 300 luôn, cho anh em về tự uống éo luôn nha, có cành nhánh hết đây, về mua nhôm tha hồ mà vô nhôm uống. 5 cây. Rồi trong này có 4 cây ôm đá, 1 cây không ôm đá. Đây. Rồi tỷ lệ đây 5 cây. Rồi xin kết thúc nha, 5 cây 300 nha. Rồi